Chào chị, mời chị khai báo danh tính. Tờ tên Phương, mã số sinh viên là FB00254. Đầy đủ họ tên là gì? Nguyễn Thị Thu Phương. Lần đầu tiên đi thì cảm thấy trước khi đi thì rất hồi hộp, nhưng sau thì thấy rất vui, quen được rất nhiều bạn, nhiều em. Thì đi làm như này có thấy mệt không? Cũng mệt nhưng mà cũng vui. Cảm thấy rất là sung sức. Cho hỏi chị đang làm gì đấy? Sẵn sàng. Đang cốt đất cùng mọi người. À đây, thấy rồi đấy. Thế, lần sau chị có muốn đi trải nghiệm nữa không? Rất hy vọng là có thể tham gia được càng nhiều càng tốt, nhưng mà chỉ lo ngại là ra trường không cho đi nữa thôi. Rồi vâng. Xin cảm ơn. Dạ vâng, mời anh em bật lên. Mời anh khai báo tên và mã số sinh viên. Mình là Hoàng Ngọc Sơn, mã số sinh viên là SB01137. Vâng. Mình là sinh viên K7, FU Hòa Lạc. Vâng, anh đã đi trải nghiệm bao giờ chưa? Đây là lần đầu tiên mình đi trải nghiệm 7 ngày. Đây là lần mình đi xa nhà lần đầu. Thế anh cảm thấy thế nào? Đầu tiên thì cũng hơi lo lắng về chỗ ăn, chỗ ngủ và không biết là mình sẽ làm gì trong 7 ngày tới. Nhưng mà bài học thuộc lòng rồi. Đến đây thì có được rất là vui vì được làm quen được nhiều bạn mới, nhiều em ca dưới và rất nhiều bạn rất là dễ thương. Và biết được anh hỏi cho ví dụ. Mình được ở trong một cái nhóm hậu cần rất chi là tài năng và ai cũng nấu ăn rất chi là giỏi. Và mình học hỏi được rất nhiều món và khả năng mình sẽ về nấu cho mẹ mình ăn thử một món. Đừng, chết người. Ngoài hậu cần gọt khoai ra anh còn làm gì nữa không? Bình thường thì ban ngày thì bọn mình có thể là đi trồng cây hoặc là cuốc đất hoặc là thu đất hoặc là chở phân hoặc là chăn nuôi lợn. Thế sau đợt này anh còn muốn đi trải nghiệm nào nữa không? Có lẽ đây là lần cuối cùng của mình vì là lần sau là mình đã đi thực tập rồi và mình thấy thật là tiếc cho vì 3 năm qua mình đã thật sự là không sôi nổi và đã không đi theo đoàn anh nhiều. Khai báo tên tuổi, mã số sinh viên. Em là Nguyễn Đình Long, mã số sinh viên là 12099. Đây là lần đây là lần thứ mấy anh đi trải nghiệm? Em đây là lần đầu tiên bởi vì từ trước đến giờ em chưa điều kiện, mỗi khi có trải nghiệm thì bọn em này trải qua một kỳ thi nên là bọn em không thể đi được. Thế anh thấy lần trải nghiệm này như thế nào? Rất là vui và thú vị bởi vì qua 4 ngày rồi em học rất nhiều kinh nghiệm và mấy anh em cũng đoàn kết với nhau cho nên là cũng rất vui bởi vì anh em cứ tối đến ngủ chung xong lại sờ mó nhau rồi. Nhất ông này anh nhìn cái ông này. Thế là tối đến hai anh em là cứ sờ mó nhau, dùng chỏ xuống, bụp 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 để lấy chỗ. Mày sờ tao, tao không sờ mày. Vâng, còn gì nữa không anh? Thế anh thấy công việc này như thế nào? Anh đang làm công việc gì nhỉ? Em đang làm công việc là xúc đất và san ra một cái ao ở kia. Đồ em ơi, thôi phỏng vấn sau đi. Đây, em xin phép em cái đây, cái thằng này nó làm hộ em rồi. Gì nữa không anh? Người tiếp, anh thấy công việc này nào? Lấp cây hố. Em khó khăn không? Mai xúc đất từ cái hố kia chuyển ra đây. Cũng rất là khó khăn bởi vì trong 2 ngày đầu tiên thì rất là mưa cho nên là đất nó lầy lội rồi. Đi nó khó khăn, chở từ đây ra kia thì cũng phải mất 5 phút một xe. Bởi đường đi khó khăn có khi phải lấp đường để thành một cái lối đi để anh em cho anh em đi. Nên cũng rất khó khăn nhưng mà trời nắng nó khô lại thì anh em quá là vất vả và mệt. Anh ngày hôm qua tí say nắng ấy. Điệt nhận chèn gió. Thế lần sau anh có muốn đi trải nghiệm với trường lần nữa không? Không, em thì Em thề là em không bao giờ em ở nhà nữa. Có mỗi khi trải nghiệm. Vâng, em cảm ơn nhé. Rồi.